Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi vừa nhận cái thùng của cái máy cắt rãnh này để về bảo hành. Thì cái máy này tôi bán mới cách đây được 10 ngày. Thì anh khách này anh mang là để tôi là bảo hành. Thì khi mà tôi mở ra máy nó kiểm tra thì máy nó không có hoạt động ha. Cắm điện nhưng không hoạt động. Nhưng khi mà tôi chuyển cho bên bộ phận mà sửa chữa bên bên tôi thì anh nói cái máy này chỉ vì là chỗ than bị dơ thôi. Và vệ sinh lại là chạy lại bình thường đó, nhưng tôi nghĩ máy mới xài trong 10 ngày thì không lý nào mà nó dơ lại như vậy. Thì anh thợ mới nói là ở bên trong này nó nước nó bám, nước nó chui bên trong rất là nhiều, nước nó chui bên trong rất là nhiều nên nó sẽ làm nó dơ đây. Thì tôi sẽ tháo này ra, trước nguyên tôi sẽ tháo ra cho người xem nó dơ, nước nó bên dơ bên trong như thế nào. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tôi phải hướng dẫn là cái kỹ thuật mà để cắt cắt của cái máy này đó. Thì mọi người cũng biết, ví dụ cái máy này chúng ta mua về mình cắt không đúng cách là nó sẽ tuổi thọ nó nhanh, nó vẫn hư và có thể là nó ảnh hưởng tới cái vấn đề gọi là chập điện đó, chập điện cháy và nó giật cái người sử dụng đó. Chứ không phải là những cái máy này mà mọi người muốn mua về mà chúng ta muốn xài sao xài là không có được. Thì cái nguyên nhân mà 10 ngày mà nó không hoạt động á, là cái lý do đó là xài không đúng kỹ thuật. Còn máy thì nó không có cháy ha, cái này chỉ vệ sinh chổi than lại và chạy lại bình thường thôi. Thì anh thợ anh xài anh cũng nói là em xài bình thường, em cất máy qua ngày hôm sau xài tiếp thì nó không có hoạt động nữa. Đó là cái lời thợ nói. Thì tôi mới nghĩ nếu mà nó cháy thì nó đã bốc khói nó cháy rồi. Còn cái này là do là nước nó vào là nó bám vô chổi than. Đó, bám vô chỗ than rồi qua ngày hôm sau nó bị oxy hóa, reset đi, nó không bám nữa nên nó không hoạt động. Thì bên tôi nó vệ sinh lại và nó chạy nhưng mà chỉ vệ sinh chỗ than thôi. Còn ở bên trong ruột này thì tôi sẽ đem đây tháo ra hết cho mọi người xem nha. Chứ chỗ than không mà để cái này mà nó không có làm như bên trong thì nó cũng không có được, cái sọ nó không có bền. Đó, thì cái video này tôi chủ yếu là để hướng dẫn cách người sử dụng. Đó, và tôi sẽ mổ xẻ con này ra. Mổ xẻ cái con này ra xem coi nó dơ đến mức độ nào ha. Thì mọi người cùng xem nha. Thì trước tiên á thì tôi sẽ hướng dẫn về cách sử dụng trước nha, hướng dẫn về cách sử dụng của cái máy này trước đó, rồi mới tới là vấn đề mổ bên trong. Mọi người lưu ý xem tại vì cái video này hơi dài nên có những cái đoạn gọi là ngắt quãng đó, tại vì tôi vừa bán hàng tôi vừa làm review. Có những đoạn ngắt quãng thì mọi người để đó xem ha. Mọi người chờ chút xíu rồi tiếp mọi người ha. Thì khi mà chúng ta mua cái máy này về á thì người ta giao cho anh thợ kỹ thuật xài á, thì mọi người cũng nhắc anh là lưu ý những cái điểm như thế này về vấn đề mà cắt ha, về về cái vấn đề mà cắt trước. Thì trước tiên tôi sẽ gắm điện cho tôi thử cho nó hoạt động ha, mọi người xem. Rồi, đây, máy hoạt động nè. Máy hoạt động bình thường ha. Thì khi mà mình lưu ý cái kỹ thuật cắt á, thì nó cắt có hai trường hợp, ba trường hợp. Thì một á, là cắt nằm ngang, ví dụ như ở đây là cái bức tường ha, ví dụ như giờ tôi tôi lấy một cái bức tường ví dụ đây tôi không có cái hình bức tường tôi hình dung thì tôi tả cho mọi người về dễ hiểu nè. Ví dụ cái bức tường nằm ở đằng trước ha, thì khi mà chúng ta cắt á mọi người lưu ý nè, cái này cái vòi nước ha, cái vòi nước nó tưới vào trong cái lưỡi này làm mát ha. Thì khi cắt á, thì chúng ta cắt nằm ngang. Có hai trường hợp, trường hợp cắt nằm ngang thì mình sử dụng nước như vậy ha, cắt nằm ngang như vậy thì nó ok, không có vấn đề gì. Cắt nằm ngang vậy nó ok không vấn đề gì, bởi vì nước nó chảy vô đây và nó chảy xuống đây, nó sẽ không có đi vào cái bộ phận của cái máy này ha. Đó là cách nằm ngang. Còn cái cắt mà cắt cái đường mà đường thẳng đứng thì có hai cách cắt. Ví dụ như cách cắt đúng là cắt chúng ta phải cắt đi từ từ trên đưa xuống ha, đi từ trên đưa xuống thì cái máy này chúng ta nằm ở phía trên, nước nó sẽ không bao giờ nó chảy trong đây. Mọi người lưu ý, bởi vì khi mà máy hoạt động thì cái quạt gió nó sẽ đẩy,
nó sẽ thổi gió ra trong đây, nó sẽ không bao giờ nước sẽ không bao giờ vào trong đây được ha, mọi người lưu ý được điều này. Chào xíu điện thoại rồi tiếp người ha. Thì nãy tôi lưu ý mọi người ha, cắt nằm ngang thì không có vấn đề gì, cái vấn đề ở đây chỗ là cắt đường thẳng đứng. Ví dụ như khi mà chúng ta cắt đường thẳng đứng á, thì chúng ta phải đưa cái máy đặt như vậy, đặt từ trên xuống ha. Chúng ta cắt từ trên xuống thì khi mà nước mà nó bơm vô trong đây thì nó sẽ đi vô đây, nó chạy xuống đất, nó sẽ không có đi vào trong máy trong đây, nó làm hư máy của chúng ta, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà trường hợp chúng ta cắt đẩy từ dưới lên, dù chúng ta đẩy từ dưới lên là bức tường nằm như thế này ha, chúng ta đẩy từ dưới lên đây, đẩy từ dưới lên, thì mọi người lưu ý cái máy này nó đã nặng là gần 7 kg, mà chúng ta cái lực mạnh lực treo nữa, đẩy từ dưới đẩy lên nữa thì rất là nặng ha, và nó cái máy khi mà nó hoạt động nó cuốn nữa thì nó cầm mọi người rất là mỏi tay đó. Nên cái thao tác đừng bao giờ cắt mà đẩy từ dưới đẩy lên hết đó mọi người lưu ý, tại vì khi mà cắt đẩy từ dưới đẩy lên á là đây nè, đây dưới đây đẩy lên thì nước sẽ chảy vô trong này, nó chảy xuống, nó sẽ chảy vô cái bức tường này, chảy vô thằng này và nó sẽ bám vô những cái thanh máy này và nó cuốn trong đây ha. Khi mà máy hoạt động thì nguyên cái bề mặt trong đây nè ha, nguyên bề mặt trong đây thì nó sẽ không có gì mà nước vô hết, nó chỉ có hai cái lỗ ở đây, hai lỗ gió nè, hai lỗ gió thôi ha. Mọi người lưu ý hai cái lỗ này lỗ gió đẩy gió ra, hai lỗ gió đẩy gió ra. Khi mà những cách đẩy dưới lên thì nước nó chảy từ trên này sát và nó sẽ bám vô những cái thành này và nó cuốn vô đây là cái hơi gió. Thì bằng chứng là đây nè, bằng chứng mọi người thấy dòng nước không, bằng chứng cắt không đúng nè, là nước nó chảy từ trên đây xuống và nó bám vô những cái lỗ này và cuốn vô chỗ than đó, nó cuốn vô chỗ than, nó làm cho chỗ than chúng ta nó bị oxy hóa đi và nó sẽ không có hoạt động. Ví dụ hôm nay chúng ta cắt và ngày hôm sau là nó bị oxy hóa không có hoạt động nữa, và cái rủi ro rất là cao khi mà bị điện giật. Nhưng mà cái này do cái máy này có trang bị hai chỗ là cái bộ này bộ chống giật à. Ha, bộ chống giật, khi mà nó có giật thì nó sẽ tự động nó nhảy ha, nó thiết kế là hay thêm cái là bộ chống giật, nên mọi người lưu ý ha. Mà chúng ta không thể nào tin dựa vào những cái này mà chúng ta cắt cái kiểu đó được, ta cắt là đẩy từ dưới đẩy lên thì nó rủi ro rất là nhiều. Thứ nhất cái máy rất là xuống ha, và mau rất là dễ hư đó. Và chúng ta ví dụ như cắt từ dưới đất lên, trong trường hợp mà bí quá, ví dụ như ta cắt ở phía trên thì vui lòng chúng ta tắt nước đi, người lưu ý tắt nước đi nha, tắt nước đi, đừng có chấp nhận bụi. Tại chúng ta cắt từ dưới cắt lên thì nó chỉ có một cái đoạn nào đó là khó thôi, và chúng ta bắt buộc phải cắt trường hợp đó thì chúng ta phải tắt nước đi, đừng có để nước, bởi vì nước cắt lên nó chảy vô cái máy này rất là rủi ro ha. Và tôi khuyến cáo là như mọi người chỉ cần cắt từ trên xuống là nó vừa nhẹ cho mình, tại cái máy trọng lực tầm 6 kg mấy, gần 7 kg, và nó cái lực đưa xuống nữa thì mọi người kìm cái máy rất là nhẹ tay, cắt rất là nhẹ nhàng. À, cái lực nó đi rất là nhẹ, nó không có gì gọi là mệt mỏi cho người sử dụng hết, mà tại sao chúng ta không sử dụng cái điều đó ha. Cắt từ dưới lên thì rất là nặng ha. Đó thì mọi người lưu ý cái những cái điểm đó. Thì cái máy này tôi chú ý là tôi nói chỗ là những anh thợ anh sử dụng sai thôi, sai mục ha, sai cái mục đích đó. Nên nó mới xảy ra tình trạng như thế này. Thực sự nó cũng không có bị cháy đâu. Mà tôi sẽ trong đây nó rất là dơ ha. Anh tạo tôi nói là trong đây nó rất rất là dơ. Mà anh chỉ vệ sinh cái chỗ than thôi. Tại lúc ban đầu anh phải làm từng khâu hết mình mới phát hiện ra ha. Đó. Thì trên đây là cái hướng dẫn người sử dụng ha. Còn bây giờ tôi sẽ tháo hai cái chỗ than ra cho người xem nó sẽ dơ cái nào. Ở trên đây dơ là mình không có nói ha. Nó dơ là chuyện bình thường của nó. Mà cái như trong đây nè. À. À, mọi người xem tháo luôn nha. Đây. Mọi người xem. Cái này là những cái nước ha, nó cuốn vô nè, cuốn theo chất gạch đó, đó bám đầy trong đây. Rồi. Trong đây. Thấy chưa? Bám rất là dơ. Đây. Người xem. Đó. Cái này là do nước nó cuốn vô đây nè. À nó rất là dơ. Thấy chưa? Nó cuốn vào trong cái chỗ than này chứ nó chưa có lên tới trên cái motor này đâu, nên nó không có lên motor này đâu. Nó chỉ việc là mình cắt sai đó là nước nó chảy từ trên đây nè đi xuống và nó cuốn trong đây. Cuốn những cái chất nước vào trong đây ha, cái hút gió đó nó đưa vào trong đây ha. Đó. Rồi trong đây thì cái này nó bám đầy và dính vô cái những cái chỗ than này đó, nó dơ và nó không có hoạt động thôi chứ nó không có bị cháy đó. Thì bây giờ tôi sẽ gỡ ra để tôi vệ sinh lại
vô là cái miếng dầu mỡ gì trong này ha, chứ nó dơ lắm đó, nó dơ lắm. Thì bây giờ tôi sẽ tháo những cái ốc này ha, những ốc này và hai con ốc này đó, những ốc này tôi tháo ra hết để vệ sinh. Thì trong giai đoạn tháo thì tôi sẽ tạm ngưng cái camera ha, thì tháo nó hơi lâu một chút, thì khi nào mà tôi gỡ ra hết thì tôi sẽ quay lại. Người chào xíu. Rồi tiếp mọi người ha, thì sau khi tháo những cái con ốc này ra, tháo con ốc này thì tôi kéo được ra, thì bây giờ tôi sẽ lau ra cho người xem nó dơ cái nào ha. Đây đây là cái bộ phận motor đó, để mọi người xem cái cấu tạo bên trong ha. Còn hầu motor này thì nguyên cụm như này là cụm nhông bánh răng của nó, nên nước nó sẽ không có vô đây ha. Trong nước sẽ không vô đây được, nó còn như cụm nhông bánh răng ở trong đây rồi đó. Đây là cái motor hoạt động này ha, đó motor này nó dùng cái đó trục bánh răng. Thì mọi người để ý nè, thấy chưa, nước nó cuốn cái này nó dơ làm reset nè đó. Cái chủ yếu tháo ra là gì, vệ sinh cái này, vệ sinh cổ góp, vệ sinh sạch lại ha. Thì mọi người để ý đây rất là dơ đó. Nói chung á, thì khi chúng ta sử dụng á, thì nó cũng bụi, nó cũng có bám, nhưng mà nó không có nổi mà nếu mà nước mà nó dơ ha, nó vô cả này đó, mọi người lưu ý nha. Thì cái này cũng rất là dễ tháo, tháo bốn ốc này, tháo bốn ốc ra. Thì đây là trong cái ruột ở đây, trong cái ruột. Trong cái này rất là dơ, rồi xem nào. Những cái cuộn dây, những cuộn dây và cái vỏ. Bây giờ tháo này ra. Wow, mọi người thấy không, nước qua kinh khủng. Đây là cách xài không có đúng máy nè, nó giờ cái này đó, mọi người thấy kinh khủng chưa ha, kinh khủng chưa. Cái thực máy mà xài không đúng là nó hậu quả nó như thế này đây, bụi bám đầy trong đây hết này, với thua vệ sinh chứ còn cái ngày quá dơ quá trời ha. Này là cái ngàm để ấn chúng ta xây đó, ngàm để ấn ấn xây xây máy đó, quá trời dơ. Ghê quá, kinh khủng quá. Còn ở trong đây nó bám, để tôi gỡ cái nắp ra luôn. Nắp này rất là bót nha, bót lắm, để nắp vệ sinh sạch tháo từ ra. Ở trong này mọi người thấy, còn nói chung là bám đầy trong đây ha. Mình thấy vậy là mọi người đã biết rồi. Và cái vỏ này nó bằng phíp nhựa nha, rất là cứng, rất là dày ha. Để cho người xem cái ruột rà của trong cái máy này như thế nào. Thì cơ bản cái phần này tháo về là ra hết rồi, rất là tệ. Tại đây là bụi bặm nó bám đầy trong đây ha. Đó, do chúng ta xài không có đúng cách, nước nó vô cái này nó không có giật là cũng may cho anh em thợ lắm rồi đó. Mấy anh em thợ nên lưu ý nha. Rồi còn cái cụm bên đây, cụm bên đây là cái cụm bánh răng, thì cụm này nó không có vấn đề gì hết nên tôi sẽ không có đụng tới ha. Thì không có vấn đề hết nên không đụng tới, tháo ra luôn hả. Sẵn tháo tới đây rồi, tôi sẽ gõ cái cục này ra xem rồi, trong tiếp đây người ha. có gì. Thì để mọi đây là người cái coi. motor, đây cái motor chạy vô cái nhông này,
À, cái nhông của motor đây, cái nhông của cái này, và nó chạy vô cái bánh răng này. À, cái bánh răng này nó dùng cái trục láp để nó truyền động xuống cái trục này. Đó, dùng cái trục láp này nó truyền động xuống đây. À, đó. Thì cái trục này trục láp thôi, trong đây là trong trục láp, nó hoạt đạn đây, cái trục đưa xuống đây nó theo cái dạng như cái dạng láp, dạng xoắn, xoắn cái này để cuốn này chạy thôi ha. Ở đây không có gì. Đó, thì tôi sẽ vệ sinh cái này cho vô mỡ bò. Thì trên đây nó cũng ít chứ không có nhiều, nha. Vô mỡ bò. Đó, rồi vệ sinh những cái đường ron này lại ha. Thì mình đó, thì cái nhung nhan nó vậy thôi, thì chú ý mọi người xem nó hoạt động như thế nào ha. Đó, thì dụ như ở đây cái motor nó quay nè, nó quay thì vô cái bánh răng này, cái bánh răng này nè, nó sẽ cuốn ha. Răng này nó sẽ quay nè, răng vô đây nó sẽ quay đưa vô cái trục này. À, nó đưa vô cái trục này và quay cái lưỡi này chạy thôi ha. Thì cái đó là nguyên lý hoạt động của nó. Thì trong cái nhông này giờ tôi tháo ra nó cứng quá. Thì nó phải còn cái chốt này nữa. Đó, gõ gõ chốt ra đóng vô nó cực quá thì thôi, này tôi không khỏi tháo ha. Này khỏi tháo, trong đây nó đơn giản. Chỉ có cái trục mình đưa xuống đây và cái răng nó quay, này nó chạy thôi ha. Đó, thôi đơn giản. Thì cái video này chủ yếu là hướng dẫn mọi người cách sử dụng của cái máy, và tôi khui ra cái bên trong mọi người xài trong vòng 10 ngày của nó như thế nào ha. Và bây giờ tôi sẽ vệ sinh cái đống này và ráp lại, chắc là hơi cực đây. Đó, mọi người xem ha, đây là từng chi tiết của cái con máy mà tôi bán. Này là cách, cái này là xài không đúng cách nè, nó nên nó mới bị tai hại như thế này. Mọi người mua về xài cũng lưu ý nha ha, mọi người mua về nên xài cũng lưu ý cách sử dụng ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.